chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những thông tin thời tiết dành cho nông vụ. Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Các khu vực khác, ngày nắng, đêm có mưa ở vài nơi. Để nắm được tình hình diễn biến thời tiết cụ thể, ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trên các vùng sản xuất nông nghiệp trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và cao nhất là 22 đến 25 độ, có nơi từ 26 đến 28 độ, với độ ẩm từ 80 đến 100%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 20 cho đến 23 độ, độ ẩm là từ 60 đến 80%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ và cao nhất là khoảng 21 đến 23 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Xuôi xuống khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi từ 26 đến 28 độ, với độ ẩm từ 80 đến 95%. Thưa quý vị cùng bà con, theo thống kê của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, toàn huyện đã có 3.600 ha chè với 63 nhà máy, xưởng chế biến chè mini, trong đó 8 dây chuyền sản xuất chè với công suất lớn. Mỗi ngày các cơ sở chế biến nói trên cần 6.000 tấn chè búp tươi và luôn trong tình trạng thiếu hàng. Sau đó, nếu biến 500 ha đất tại khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ thành vùng nguyên liệu chè, thì không những sẽ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu mà còn giúp cho đồng bào dân tộc sớm ổn định đời sống để họ yên tâm không quay về quê cũ. Tuy nhiên, ngoài việc làm quen với phương thức trồng chè công nghiệp, thì cây chè phải sau 2-3 năm mới cho thu hoạch nên không có nguồn thu tức thì. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều hộ dân nhận tiền hỗ trợ từ chương trình 135 của chính phủ, nhưng chỉ trồng lấy lệ, không quan tâm chăm sóc khiến cho cây chè cằn cỗi hoặc bị chết dần. Thế nhưng vẫn có nhiều hộ nhờ chăm bón đúng kỹ thuật nên cây chè đã phát triển tốt, chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu. Nếu mở rộng diện tích và đầu tư chăm bón đúng kỹ thuật, trong tương lai gần thì người dân nơi đây sẽ có nguồn thu ổn định. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào ở vài nơi với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là 28 đến 31 độ, độ ẩm khoảng từ 80 đến 90%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và cao nhất là 28 đến 31 độ với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa quý vị, tiêu vốn là cây công nghiệp được xem là mũi nhọn cho các loại cây trồng của ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu mặt hàng tiêu đem lại lợi nhuận rất cao cho người nông dân. Tuy nhiên, đây là loại cây rất khó trồng, đất bị nhiễm sâu bệnh và lại đòi hỏi rất nhiều yếu tố phù hợp thì mới sinh trưởng được. Khả năng chống chịu thiên tai, hạn hán, lũ lụt rất thấp. Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có một sản phẩm phân bón cải tạo đất, nâng cao sức chống chịu của bộ rễ. Và để đáp ứng yêu cầu đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao liên doanh với Công ty Bạch Đằng, Bộ Công an đã ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, Gia Lai, phân phối sản phẩm phân bón sinh học Bồ Đề 688 để đáp ứng nhu cầu của bà con về phát triển cây tiêu theo hướng bền vững. Qua sử dụng, loại phân bón sinh học này được bà con nông dân đánh giá rất cao, đem lại năng suất và chất lượng cao, đảm bảo kinh tế cho người dân. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là 31 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 65%. Thưa quý vị, hiện nay phong trào nuôi gà giống nòi bản địa, gà ta tại tỉnh Bến Tre đang phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nơi đây, bởi vùng đất này rất thích hợp cho loại gà nòi giống bản địa, do nó có tính thích nghi cao, sức đề kháng bệnh tốt và mau tăng trọng. Chính vì vậy mà Bến Tre là vùng có nguồn gà giống bố mẹ tốt cung cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài những loại gà nòi giống bản địa tốt, gần đây phong trào nuôi gà kiểng, gà tre cũng phát triển mạnh không thua kém gì. Giống gà này được lai tạo phục vụ người chơi gà cảnh vì nó có dáng vóc đẹp và màu lông rực rỡ, nhanh nhẹn và giá trị cao. Có thể nói mô hình nuôi gà nòi và gà kiểng phát triển mạnh ở Bến Tre đã làm tăng giá trị đàn gà giống ở đồng bằng sông Cửu Long và cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với nuôi gà thông thường ở các tỉnh khác. Đây cũng chính là thông tin cuối của bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Chúc quý vị và bà con sẽ có những vụ mùa bội thu. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.